Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một số cái bài tập liên quan cái bài tập nhóm trong bài tập nhóm về phương trình nhị Đây là các cái đề bài mà các bạn đã làm và có nhiều lỗi sai ha. Thì khi giải phương trình nhị phân thì thật ra mình phải cần phải chú ý đến cái phương trình nhị phân này xét trên cái khoảng, nửa khoảng, đoạn hay là trên một cái tập hợp nào ha. Thì hầu hết các phương trình này đều nó có một vấn đề bất ổn là không nói rõ là cái phương trình phân này xét trên khoảng nào. Cái điều đó sẽ dẫn đến một cái trở ngại lớn trong cái việc giải phương trình vi phân. Chẳng hạn mình xét phương trình vi phân cấp 1 đi ha. Xét phương trình vi phân cấp 1 này. F y phẩy y x bằng 0. Khi xét phương trình nhị phân này ha, trong đây là x là ẩn ha, nhưng mà cái đối tượng mình cần tìm là cái ẩn hàm là hàm số y, y là hàm thứ x ha. Nếu xét phương trình nhị phân này trên y thì tất công việc giải phương trình nhị phân của mình chính là công việc tìm một cái hàm số, tìm các tất cả các hàm số xác định trên y. Và tất nhiên nó sẽ có cái đạo hàm, có đạo hàm cấp 1, có cái đạo hàm cấp 1 là cả vi ha, cả vi trên y. Và cái đẳng thức, cái phương trình trên nè, nó xảy ra với mẫu y trên y, tức là f giá trị của hàm f nè, f lớn nè, y tại y, đạo hàm của y tại x, còn không chỉ mẫu y thuộc tập y. Thường y được xét là một khoảng, nửa khoảng hay một đoạn ha. Trong một số cái phương trình do cái đề bài nó ẩu, do đó có thể dẫn đến phát sinh cái việc xác định xét trên một cái hộp hai khoảng rời nhau ha. Khi y, cái tập y này nè, nó là một hộp hai khoảng rời nhau thì việc giải phương trình phân rất là phiền phức. Cái việc giải phương trình vi phân thật ra sự tồn tại nghiệm của nó, nói chung là cái tình huống đơn giản nhất là mình xét cái phương trình cái việc xác định nguyên hàm á, là cái phương trình phân ở mức độ rất là đơn giản thì nó liên quan mật thiết với cái tập hợp y này. Nếu tập hợp y là một khoảng thì cái việc xác định cái họ các nguyên hàm rất là đơn giản, nhưng mà ngược lại nếu như cái tập y này làm cái hộp hai khoảng rời nhau thì cái việc xác định nguyên hàm rất là khó khăn ha. Mình thí dụ xét cái phương trình vi phân. Mức đơn giản ha, y phẩy bằng 1 trên x. Tìm cái hàm số mà sao cho đạo hàm nó bằng 1 trên x. Thì đây tính chính là mình đang cần tìm nguyên hàm của 1 trên x ha. Cái phương trình vi phân này nó rất là mơ màng ha, nó không có nói rõ là cái phương trình vi phân này xét trên cái tập nào. Thì mình ở đây mình xét trên tập y ha. Thử xét một số tình huống cụ thể tập y là tập r được hay không ha. Thì rõ ràng không thể nào có một cái hàm xác định trên r sao cho đạo hàm của y tại x bằng 1 trên x trên mỗi x thuộc r ha, tức là mình cần tìm cái hàm y sao cho đạo hàm tại x bằng 1 trên x trên mỗi x thuộc y, tức là mỗi x thuộc r ha. Hoặc làm sửa lại, thường ta cái hiệu y là một cái khoảng ha. Cái đó mình sửa lại cái tập D đi ha.
Xét tình huống nhất, tập hợp D là tập R. Điều này không thể xảy ra với mọi ý thuật D ha. Như vậy nếu mình xét trên cái tập D á, là bằng R thì cái phương trình phân này vô nghiệm. Rồi xét tình huống thứ hai. B. D là một cái khoảng không đến vô cùng ha. Nếu xét trên cái khoảng không vô cùng thì D chính là một khoảng. Khoảng mở luôn ha. Thì lúc đó mình sẽ có cái kết quả cơ bản liên quan tới cái sự tổ cái tập họ họ các nguyên hàm cũng hàm số ha. Lưu ý đến cái định lý sau ha, định lý bổ trợ nè. Xét y là một khoảng ha. Nửa thay khoảng thành nửa khoảng cũng được hoặc là đoạn cũng được ha. Thì trên nếu xét nửa khoảng hoặc là xét đoạn thì cái sự khả vi của cái hàm số trên y á, thì phải có cái sự điều chỉnh để định nghĩa cái sự khả vi của hàm số tại điểm đầu múc. Xét cái mặt hàm f ha. Giả sử hàm f xác định trên y ha, giả sử nó có nguyên hàm đúng không, sự f lớn là nguyên hàm của f nhỏ. Trên cái khoảng y ha, trên y. Nếu như mình có cái hàm nhỏ là nguyên hàm của f trên một khoảng y ha, nhấn mạnh là trên một khoảng nha, mình đang áp dụng dùng xử lý trên một khoảng, thì lúc đó mình sẽ biết được mình sẽ tìm ra được tập hợp tất cả các nguyên hàm của hàm f nhỏ ha. Giờ dựa vào cái định lý này thì mình lưu ý cái kết quả thứ nhất là hai nguyên hàm khi đó mình sẽ có kết luận sau. Mọi nguyên hàm G F nhỏ ha trên cái khoảng y thì đều tồn tại. Cái hàng số C sẽ cho F nhập G, G bằng F cộng C. F bằng G, G bằng F cộng C, nói chung là hai hàm G và hàm F, F cộng C nó bằng nhau trên y ha. Hay nói một cách đơn giản hơn là FGX bằng FX cộng C. Mọi x thuộc y ha. Hay nói một cách khác là hai cái nguyên hàm của một hàm nhỏ ha, trên một cái khoảng y, nhớ là nhấn mạnh trên một khoảng, thì lúc đó hai nguyên hàm của một cái hàm thì nó sẽ sai cách nhau một hằng số trên cái khoảng ha. Nhớ là đang xét trên một cùng một khoảng, xét trên một khoảng thì lúc đó hai nguyên hàm nếu có ha, nếu có nguyên hàm của hàm f trên khoảng thì hai cái các cái nó sẽ có vô số nguyên hàm luôn. Nếu f lớn là nguyên hàm của f nhỏ thì lúc đó f lớn cộng c cũng là nguyên hàm. Thì và cái kết quả này nó sẽ cho mình thấy là tập hợp những cái f hàm f cộng c á, nó chính là nguyên hàm, tập hợp tất cả nguyên hàm của f luôn. Tức là tập hợp những cái hàm sẽ cho đạo hàm của f hàm lớn ở đó bằng f nhỏ trên y. Ha. Rồi, vậy là mình sẽ có được là cái dùng cái người ta dùng cái hiệu sao nguyên hàm của f nhỏ nè. Hay là cho thêm cái biến vô luôn. Nguyên hàm của f biết nè. Là thể hiện cho cái tập hợp sao là tập hợp những cái hàm f lớn xác định trên y. Cho đạo hàm của f lớn bằng f nhỏ trên y.
cái ký hiệu bên trái là một tập hợp các hàm số sao cho cái hàm đó xác định chi và đạo hàm của nó đúng bằng f nhỏ trên y ha. Đây là cái ký hiệu bên trái mình được hiểu là một tập hợp các hàm số. Và trong cái tình huống đặc biệt là cái tập y của mình á, là một cái khoảng, thì mình có thể xác định được cái tập hợp này thông qua một cái hàm ha. Thì có thể viết nó lại thành như thế này ha, sửa lại cái hàm f thành một cái hàm khác. Tại tiếp theo mình sẽ sử dụng cái hàm f g đi ha, tập hợp những hàm g sẽ cho đạo hàm khung g đúng bằng f trên y. Thì nếu f nhỏ, f lớn là nguyên hàm của f nhỏ thì lúc đó cái tập hợp này có thể viết lại như sau. Viết cộng c. C là cái hàm số thật ha. Thì nói chung là trong kết quả này có nghĩa là hai cái nguyên hàm khác nhau của hàm f thì nó sẽ sai khác nhau một hằng số. Cái kết quả này có thể được chứng minh dựa vào cái định lý giá trị trung bình ha. Tức là dựa vào kết quả này nè. Giả sử f nó có nguyên hàm ha. Nếu f có nguyên hàm thì nó sẽ có vô số nguyên hàm luôn. Tại vì f lớn là nguyên hàm của f nhỏ thì f lớn cộng c với c là số thật bất kỳ thì nó f lớn cộng c cũng là nguyên hàm của f nhỏ ha. Dùng cái thuật ngữ chính xác là nên là ghi là một nguyên hàm ha, có vô số nguyên hàm của f dễ dàng kiểm tra. Đạo hàm của f lớn cộng c nè đúng bằng đạo hàm của f, tại vì đạo hàm có hàm hàng bằng không nè, với mọi c thuộc R. Nếu một hàm có nguyên hàm thì lúc đó nó sẽ có vô số nguyên hàm ha. Và mình cũng sẽ nếu xét trên một cái khoảng, đang xét trên khoảng ha, một nguyên hàm của f trên y ha. Bổ sung như này. Như vậy nếu mình xét trên một cái khoảng y thì lúc đó nguyên hàm của hàm f thì nó sẽ có thể xác định một cách mà dựa vào đúng một cái hàm f, dùng dựa vào một đúng một nguyên hàm để xác định ha. Vậy quay lại giải quyết cái bài toán này, giải quyết câu b ha. Tìm nguyên hàm của hàm 1 trên x nè trên cái khoảng 0 1 nè. Thì nguyên hàm của cái hàm số này, tức là nguyên hàm 1 trên x, những cái hàm số mình cần tìm là nguyên hàm của 1 trên x. Thì kết quả quen thuộc ha. Kết quả của nó là tập hợp những hàm cần tìm chính là này, nguyên hàm của 1 trên x thì chính là log nửa beta của x cộng c. Tất cả những hàm cần tìm của mình là như thế này. Tiếp theo mình xét cái trường hợp thứ ba ha, trường hợp của c. Nếu xét d, tại vì cái thông thường ấy, khi xét cái phương trình vi phân y phẩy bằng 1 trên x thì có thể là người ta sẽ không cẩn thận, lúc đó cái phương trình nó không có cái miền D này ha, cái tập D này. Lúc đó nếu mình xét trên cái tập D là chính là R hiệu 0, tức là cái khoảng trừ vô cùng hợp đến 0 hợp với khoảng 0 vô cùng.
Thì bây giờ mình sẽ tìm nguyên hàm của cái hàm mẫu trí trên cái D, hay là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình phân này ha. Thì lúc đó mình sẽ không áp dụng cái định lý bên đây một cách trực tiếp, tức là hai nguyên hàm khác nhau của cái hàm F trên một cái khoảng thì nó sẽ trên nhau một hằng số. Ở đây bởi vì D nó là hai cái khoảng rời nhau ha. Do đó mình sẽ áp dụng cái định lý này cho hai cái khoảng I1, I2. D của mình chính là I1 hoặc I2, hai khoảng rời nhau. Với I1 của mình chính là cái khoảng trừ vô cùng đến 0. I2 của mình chính là khoảng 0 đến vô cùng. Thì lần lượt xử lý cái phương trình phân này trên từng cái khoảng I1, I2. Chính là mình áp dụng cái định lý bên phải này ha. Dạ. Cái kết quả một cái lưu ý ha. Một lưu ý. Rồi, một lưu ý là nhiều cái tài liệu khác nhau cho rằng là nguyên hàm của cái hàm này. Nguyên hàm của 1 trên x chính là log Nipe của trị đó cộng C. Hiển nhiên cái điều này là một cái điều sai. Đang nếu mình đang xét trên ở khi nói đến nguyên hàm thì để một cách đàn nó chặt chẽ mà chính xác thì mình phải nói là nguyên hàm trên khoảng nào ha. Nếu như nói như thế này thì mình sẽ không rõ là cái nguyên hàm xác định trên khoảng nào, thì dễ người ta hiểu ngầm là đây là xác định trên cái khoảng xác định trên R hiệu không, tức là hợp hai khoảng ha. Cái điều này là sai ha. Rồi. Như vậy mình sẽ xử lý dựa vào cái tập I1 I2 ha. Xét trên I1 thì xét nguyên hàm của cái hàm một trí này. Trên I1 ha thì nguyên hàm cái này đang xét trên I1. Thì nó sẽ ra là log Nipe cộng C. Nguyên hàm xét trên I2 trên I1 thì nên là C1 ha. Nguyên hàm có 1 trên x trên I2. Nguyên hàm nó là log Nipe của trừ x cộng C, hay là trị đó cũng được, cộng C2 ha. Và trên mỗi cái khoảng I1, I2 thì cái hàm nó có dạng như thế này. Lúc đó tập hợp tất cả các nguyên hàm của một hàm một như xét trên cái khoảng như vậy là xét cái lượng ha, xét trên cái khoảng trên D, tức là trên R hiệu không ha, hợp của hai khoảng I1, I2. Thì nguyên hàm của hàm một trí nè thì nó sẽ bằng log Nipe x cộng cho C1 log Nipe của trừ x cộng C2. Cái log Nipe của x và log Nipe của trừ x có thể thay đổi thành là log Nipe của trị đó x ha, nếu như x lớn không nè, nếu x nhỏ không. Vậy đây chính là tập hợp tất cả những cái hàm số sao cho đạo hàm của cái hàm này đúng bằng một trừ x trên R hiệu không ha. Như đây mới là tập hợp tất cả các nguyên hàm của cái hàm bên trái với C1, C2 là cái số thật thay đổi tỉ ha.
Thì đây mới chính xác là nguyên hàm của hàm 1 trên khoảng R hiệu 0, trên cái tập R hiệu 0. Nói chung là xét cái phương trình vi phân mà xét trên hai khoảng R nhau thì nó rất là phiền phức. Rồi, các bạn chú ý là các kết quả của mình á, gần như là liên quan tới cái kết quả là cái sự tồn tại duy nhất của nguyên hàm nhầm cái hai nguyên hàm trên một khoảng, hai nguyên hàm của một hàm trên một khoảng thì sai lệch nhau một hằng số ha. Rồi, mình nhắc đến cái kết quả liên quan cái nhắc lại cái kết quả này ha. Thì nếu F G là hai nguyên hàm của cái hàm F nhỏ nè trên cái khoảng y ha, thì mình sẽ dẫn đến cái hàm F trừ G đạo hàm thì nó sẽ bằng bằng không ha, trên y là khoảng ha. Sử dụng cái định lý giá trị trung bình ha. Thì cái hàm mà nó đạo hàm nó bằng không trên một cái khoảng y thì lúc đó mình sẽ có cái hàm đó chính là hàm hằng, tức là f trừ g nó bằng một cái hằng số c. Mình sử dụng định lý giá trị nhầm định lý giá trị trung bình, đúng rồi, mình sẽ ra được hai cái nguyên hàm của hàm f trên y trên khoảng y thì nó sai lệch nhau một hằng số. Đây là kết quả thứ nhất ha. Kết quả hai, nếu như cái tập D của mình á là cái hợp hai khoảng y1 y2, y1 y2 rời nhau thì lúc đó nguyên hàm của F ha, cái ở trên này á thì nguyên hàm của cái hàm F có thể được xác định như thế này, nguyên hàm của F nhỏ ha, thì nó chính là F lớn cộng C ha, C thay đổi tùy ý ha, số thực thay đổi tùy ý được ha. Còn cái thứ hai này nó khá phiền phức hơn ha, thì nó chính là F1 x nếu x thuộc y1 cộng C1 nữa. F2 x cộng C2 nếu x trong đó C1 C2 là các cái số thật thay đổi tùy ý. Nói chung là trên mở khoảng sẽ có một hằng số C ha, có thể là không bằng nhau ha, F1 F2 lần lượt là nguyên hàm của F trên cái khoảng Y1 Y2. Dạ, lưu ý cái điều này ha. Chung quy hai cái vấn đề mà nó phiền phức trong cái việc giải phương trình vi phân là chú ý đến cái tập DI nè, phương trình vi phân xác định trên cái tập y nào. Rồi cẩn thận trong cái việc chia hay vế cho một cái phương trình cho một cái đại lượng, nói đại lượng nói chung chung ha, chính xác là chia hay vế cho một cái hàm. Thì khi đó cái hàm nó luôn các không trên y hay không? Dạ, mình quay lại mình sẽ giải các cái bài tập ha. Dạ, mình lần lượt giải các phương trình vi phân này. Trong các cái phương trình vi phân này rất là không có cẩn thận là nói rõ là cái hàm số của mình nó xác định trên đâu ha.
là phương trình phân này trên đâu. Do đó chúng ta sẽ có một sự ngầm định ha. Tìm những cái hàm số câu A, tìm cái hàm số xác định trên R. Câu B cũng vậy. Câu C thì sẽ cần lưu ý sau ha. Cẩn thận với câu C và cả câu D. Rồi mình sẽ làm câu A và câu B trước ha. Thì trước hết các bạn xem cái lời giải của một số nhóm đã đưa ra ha. Thì để giải phương trình vi phân x y phẩy bằng y thì nhóm này đã đưa ra cách giải bằng phương pháp tách biến, sử dụng pháp tách biến ha. Để giải bằng phương pháp tách biến thì đưa mỗi biến qua một vế ha. Sau đó lấy nguyên hàm. Thì nhóm đã làm đúng theo cái ý tưởng chính của phương pháp tách biến. Tuy nhiên nó sẽ có hai vấn đề phát sinh là khi mình chia hai vế cho x nè. Thì lúc đó có thể x có thể bằng 0 nè. X bằng 0. Thì mình không thể chia ha. Thậm chí cái hàm số nè. Cái hàm này nè. Cái hàm y là hàm số có thể tồn tại của x0 sau y tại x0 nó bằng 0 ha. Như vậy tiến hành chia hai vế cho x chia cho y là một lỗi sai rồi. Thậm chí một thêm một điều nữa. Mình nhớ là nguyên hàm của một chữ x thì nó bằng gì? Nếu mình đang xét trên R hiệu 0 thì lúc đó nguyên hàm của nó rất là phức tạp. Lắp ni be của trị đó x cộng c 1. Nếu x dương. Lắp ni be của trị đó x cộng c 2. Nếu x âm. Rồi. Có hai vấn đề trong cái phương trình vi phân này. Cái đề bài của nó không rõ ràng ha. Không đề cập đến phương trình vi phân này xét trên đâu. Và khi giả sử nếu mình đang xét phương trình vi phân này trên R thì lúc đó cái hàm số này nè có thể nhận giá trị tại một cái điểm nào đó thuộc vào cái tập xác định của hàm số. Sao cho giá trị hàm số tại đó bằng 0 hay không? Nếu có thì mình không thể chia hai vế nè. Rồi x có thể bằng 0 nè, chỉ không thể chia hai vế nè. Nó rất là phiền phức, có rất nhiều cái trục trặc trong cái lời giải này ha. Rồi, mình sẽ trình bày lại cái lời giải này bằng phương pháp khác mà mình không tiến hành chia hai vế cho y ha. Chia hai vế cho một cái hàm y làm hàm số, chia hai vế cho một cái hàm số mà cái hàm số này lại chưa biết, nó rất là khó. Rất là khó ha. Do đó mình sẽ giải bài phương trình phân này bằng phương pháp giải phương trình phân tuyến cấp 1 ha. Lưu ý ở phương trình này nó vừa có dạng tách biến vừa có dạng tuyến tính cấp 1. Mình sẽ giải phương trình này bằng phương pháp giải phương trình vi phân tuyến cấp 1. Rồi, mình chuyển vế để đưa ra đúng dạng phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 ha. Chính vì người ta không nói cái phương trình vi phân này xét trên đâu thì mình sẽ ngầm định xét phương trình này vi phân này phải xác định trên R ha. Thì mình lưu ý cái phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 dạng chuẩn của mình nè. Y phẩy cộng cho bx cho y bằng qx ha. Y là hàm số cần tìm, bq là cái hàm số trước và ở đây cái hệ số của y phẩy bằng 1. Như vậy đây ở phương trình trên này nè, hệ số của y phẩy nó không có bằng 1 ha. Do đó nó rất là phiền phức. Thì lúc này mình sẽ phải làm sao đó để quy về nó bằng 1 để mình giải ha. Như vậy mình sẽ xem xét cái tình huống thứ nhất ha. Nếu x bằng 0 thì như thế nào ha? Rồi, chấm chấm thứ nhất. Khi x bằng 0. Nhớ là cái đẳng thức này xảy ra với mọi y x nhân y phẩy tại x bằng y x với mọi x thuộc R ha. Khi x bằng 0 thì mình sẽ có được cái vế trái bằng 0 nè.
Nói chung là cái đó y dạ, tại không bằng không ha. Nghĩa là thay cho cái phương trình y không nhân cho đạo hàm tại không bằng y tại không, từ đó suy ra giá trị của hàm số tại không bằng không chứ không phải đạo hàm ha, y tại không bằng không. Rồi à, tiến hành chia hai vế cho x thì thật ra mình tiến hành chia hai vế cho x đó, thì nó rất là phiền, mình sẽ xét trên cái tập R hiệu không, nhưng lúc đó rất là phiền khi mình tìm ngưỡng hàm ha. Do đó mình xét trên từng khoảng thì nó cái việc xử lý của mình nó sẽ đơn giản hơn. Xét trên cái khoảng y1, khoảng không vô cùng. Trên khoảng này thì mình sẽ có được là cái phương trình vi phân này sẽ tương đương. Y phẩy trừ 1 trên x nhân cho y bằng 0. Thì đây chính là phương trình. Nhớ là trên cái phần y1 này nè, thì tất nhiên là x dương, tất nhiên là x khác không, chia hai vế cho x được ha. Và lúc này mình giải đúng phương pháp luôn. Thì trong đây phương trình vi phân này là phương trình vi phân tuyến cấp 1 với b nhỏ, nó chính là trừ 1 trên x. Khi đó nguyên hàm của b nhỏ nè là trừ log nê ba của x cộng c ha. À, mình lấy một nguyên hàm của b nhỏ thôi. Thì đây chính là chọn nó là chính là trừ log nê ba của x. Thì mình tiến hành nhân hai vế cho nguyên e mũ b lớn nè, chọn này là b lớn ha. B lớn là một nguyên hàm của b nhỏ nha. Tiến hành nhân hai vế cho e mũ b lớn x ha. Cái lời giải này nó khá dài ha, còn xét một tình huống nữa. À, như vậy mình cái phương trình cái hiệu này là hai sao đi ha. Hay sao sẽ tương đương. Khi mình nhân chưa? Nhân hai vế cho em mũ b lớn x ha, thì biết nháp nha. Nhân hai vế sao? Hay sao chứ ha? Cho em mũ b lớn x. Tức là em mũ trừ log vế ha. Em mũ log vế thì bằng x. Nói chung nó chính là e mũ trừ log b chính là e mũ log nê ba x tất cả mũ trừ 1. Mũ trừ 1 e mũ log b x thì ra là bằng x, x mũ trừ 1 rồi bằng 1 x. Như vậy là mình nhân hai vế cho 1 trên x. Thì lúc đó vế trái là đạo hàm đúng của e mũ b lớn x nhân y ha, tức là 1 trên x nhân y. À, ta sẽ được. À, 1 trên y, 1 trên x nhân cho y phải 1 x nhân y đạo hàm nó bằng 0. Từ đây mình sẽ có được y trên x bằng c1 ha. Hay là tương đương y bằng c1 nhân x với mẫu x thuộc vào tập y1 ha. À, chúng ta phải làm một cái điều tương tự xét trên cái tập y2 là cái khoảng trừ vô cùng đến không ha. Mình sẽ tạm viết nháp ở bên trái ha. Viết bằng màu vàng nha. Trên cái khoảng y2 là khoảng không vô cùng, trừ vô cùng không.
thì lúc đó mình sẽ cái phương trình sau mình cũng sẽ tương đương với hay sao nè. Nói chung là sao tương đương y phẩy trừ cho 1 trên x nhân cho y bằng 0. Lúc đó mình sẽ tìm nguyên hàm của b ha. Nguyên hàm của b lúc này nó hơi phiền một chút. Nguyên hàm của b thì nó chính là lúc này nguyên hàm của 1 trên x nè, đang nhớ là đang xét trên khoảng y2 nha, thì nó sẽ ra là thiếu dấu trừ ha, thì nó chính là trừ log nu e của trừ x cộng c2 ha, cộng c, bỏ c luôn ha. Hai con c này cũng không quan trọng nên dùng trùng ký hiệu cũng không sao ha. Này đang xét trên khoảng y2 nha, thì lúc đó mình nhân hai vế cho e mũ nè, nhân hai vế cho e mũ trừ của log nu e của trừ x. Nó sẽ ra là trừ 1 trên x. Thì lúc đó khi mình nhân sau khi mình nhân hai vế cho e mũ trừ b lớn x nè, thì lúc đó vế trái của mình chính là 1 trên x nè nhân cho y đầu hàm nè, thì bằng 0 ha. Thì mình sẽ tương tự ha, mình bỏ dấu trừ luôn cũng được, thì lúc đó mình sẽ có được là 1 trên x nhân y đạo hàm bằng 0 trên y2. Nhớ là trên y2 là xét cái một cái khoảng khác, thì lúc đó y trên x nó phần sẽ bằng c2 ha. Vậy tương tự như cái lập luận bên đây thì mình sẽ có được là y trên x trên khoảng y2, y trên x bằng c2 ha. Do đó ha, trên y2 thì ta có ha, phải làm từ từ ha, y trên x bằng c2, hay là y bằng c2 nhân x. Giờ mình sẽ mở một cái trang mới để mình lý luận tiếp ha. Vậy xét trên từng cái khoảng thì mình sẽ có y bằng c2x c1x trên y1 y2 ha. Vậy cái từ cái phương trình vi phân x nhân y phẩy bằng y mình sẽ dẫn đến y bằng hay là y tại x này, bằng c1 nhân cho x nếu x lớn hơn 0 và nó bằng 0 nếu x bằng 0 và nó bằng c2x nếu x bé hơn 0. Có vẻ như cái phương trình nghiệm của phương trình này rất là phức tạp. Từ cái lý luận ban đầu cho đến bây giờ nó vẫn phức tạp. Tuy nhiên mình phải cần cẩn thận hơn là không phải kiểm tra lại cái hàm số này phải thỏa mãn cái phương trình trên, phương trình sau. Điều này có nghĩa là cái hàm số này nè, lưu ý hàm số này nè, xác định trên R nè, và nó khả vi ha, em nghĩ là khả vi trên R thì mình định điều kiện cái hàm số này khả vi trên R. Thật ra trên mỗi khoảng không vô cùng, khoảng trừ vô cùng đến không thì hàm số đã khả vi rồi ha, thì mình sẽ cẩn thận khảo sát sự khả vi của hàm số này tại không ha. Kiểm tra cái tính khả vi của hàm số tại không ha. Thì cái hàm này là cái hàm phân nhánh, do đó mình khảo sát sự khả vi, kiểm tra sự khả vi của nó dựa vào giới hạn một phía ha. Thì cái này nó khả vi tại không khi vậy, thì khi giới hạn của cái hàm số này y tại x nè trừ y tại không nè trên cho
x trừ 0 này, x tính tới 0 là một số thật. Và cái điều này nó sẽ tương đương với cái hàng trái phải nè. Y tại x nè, trừ y tại 0 nè, trên cho x trừ 0 nè, tính 0 cộng nè, bằng giới hạn của cái hàm số này tại 0 nè, y tại x nè, y tại 0 nè, trừ 0, y tiến tới 0 trừ, là một số thật ha. Tiếp tục bên đây, tiếp tục viết tường minh cái điều kiện này ra ha. Cái điều này tương đương với cái hàm số này khả y tại 0. Viết tường minh nó ra ha. Y tại 0 bằng 0, y tại x thì bằng C1x nếu x dương ha, chỉ tương đương giới hạn C1x trừ 0 trên x ý tính tới 0 cộng bằng giới hạn của C2x trên x ý tính tới 0 trừ. Nó là một số thật. C1x trên x thì cũng chính là C1 ha. Ý tính tới 0 cộng đang sẽ tương hiệu đang hiểu là x khác 0 ha. Vậy này sẽ tương đương C1 bằng C2. Cho nó bằng C luôn ha. Hay là C bằng C1, C2. Như vậy không phải là con C1, C2 một cách tùy ý ha. Mà C1. Để cái hàm số này khả vi tại 0 thì C1 phải bằng C2. Như vậy là cho nó bằng C luôn ha. C là số thực tùy ý ha. Như vậy là cái hàm số, khi cẩn thận xét cái điều kiện, cái tính khả vi, sự khả vi của hàm số tại 0 hay là khả vi của hàm số trên R, thì mình sẽ có C1 bằng C2. Thì nói chung là y bằng C1x hay là y bằng Cx nếu x lớn 0, y bằng C2x nếu x nhỏ 0 ha. Nghĩa là y bằng Cx nếu x khác 0. Y bằng 0 thì thật ra nó cũng chính là C nhân 0 nếu x bằng 0. Hay C nhân 0 cũng chính là C nhân x ha. Y bằng 0 á, y bằng 0. Hay nói một cách đơn giản hơn là y bằng C nhân x. Chung quy tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình phân nó chính là y bằng C ha. Đây chính là tập nghiệm của phương trình phân. Cái phương trình vi phân rất đơn giản như vậy nhưng mình giải rất là phức tạp. Nếu như mình xét phương trình vi phân này trên cái khoảng không vô cùng hoặc là khoảng trừ vô cùng đến không, thì lúc đó cái việc giải phương trình phân rất là đơn giản ha. Rồi. Nếu mình xét cái phương trình vi phân này ha, ở đây cái đề bài nó không rõ ràng ha. Nếu mình xét trên cái khoảng không vô cùng hoặc là trên cái khoảng trừ vô cùng đến không, thì cái việc lời giải bên dưới nó đã chính xác. Bởi vì trên mọi thật ra mình giải, lời giải bên dưới vẫn chưa bất vẫn còn bất ổn ha. Là bởi vì chia hai vế cho cái hàm số hàm y, hàm chưa biết. Nhưng nếu mình xét trên mỗi khoảng này, mình dùng phương pháp giải phương trình vi phân tuyến đến cấp 1 thì nó thật sự rất đơn giản. Còn nếu mình xét trên R thì những cái vấn đề phức tạp nó phát sinh. Trong cái khi mình chuẩn hóa cái phương trình vi phân này, tức là đưa phương trình vi phân về dạng là cái phương trình vi phân tuyến cấp 1, hệ số quy phẩy nó bằng 1. Lúc đó mình phải xét trên hai cái khoảng trừ vô cùng đến 0 và khoảng 0 đến vô cùng. Và lý luận rất phức tạp để ràng buộc cái điều kiện hàm số khả vi trên R. Cái lời giải cho cái câu B thì cũng hoàn toàn tương tự câu A ha.
các bạn sẽ tự xử lý để giải quyết câu B ha. Ở trong đây cái có đề đề bài của câu B nó không rõ ràng, do đó mình sẽ nhầm hiểu là xét quy trình vi phân này trên R ha. Rồi. Tiếp tục mình sẽ xử lý câu C và câu D. Ở câu C ha. Giờ mình ghi lại đề câu C. Mình xem câu C. C đầu tiên bạn sẽ tiến hành chuẩn hóa cái phương trình vi phân này, chia hai vế cho một trên hay chia vế cho một trừ x, thì lúc đó chuyển cái phương trình vi phân gì dạng phương trình vi phân tuyến cấp 1, sau đó bạn áp dụng công thức. Tuy nhiên ở đây nó có một cái điều rất là phiền ha, là cái phương trình vi phân này mình xác định trên cái tập nào. Cái phương trình vi phân này 1 trừ 1 trừ x nhân cho y phẩy cộng cho y bằng e mũi trừ x, với cái điều kiện y tẩy 2 bằng 1. Xét cái phương trình phân này trên D ha. Liệu rằng D có thể bằng R hay không? Câu trả lời là không. Khi D bằng R, tức là cái phương trình cái đẳng thức bên trên này nè, đúng với x bằng 1, đúng x bằng 1 thì lúc đó mình sẽ có được gì? Thay x bằng 1 vào sau ha. Đặt cái này là sao ha. Từ sau ha, mình sẽ thay x bằng 1 luôn. Lúc đó bên trái nó chính là không, bên phải nó chính là e mũ trừ 1. Điều này vô lý ha. Nếu D bằng R thì cái phương trình vi phân này là vô nghiệm ha. Nếu D là một cái tập, tất nhiên D là một cái tập hợp nào đó mà chứa số 1 là cái phương trình vi phân này vô nghiệm. Như vậy mình để đơn giản mình có thể xét phương trình vi phân này nè trên khoảng 1 vô cùng. Thì nếu xét cái phương trình phân này trên khoảng 1 vô cùng thì cái lời giải bên trái này đúng rồi ha. Rồi. Còn nếu mình xét cái phương trình phân này trên cái tập D là tập số thật hiệu 1. Tức là hợp hai khoảng Y1, Y2 ha. Thì lúc đó cái nguyên hàm này nè, bên trái nè. Thực ra bên trái này bạn có cái cần xác định một cái nguyên hàm này. 1 trên 1 chữ x nè. Thì kết quả nó sẽ ra hai con C1 C2. Kết quả nó phụ thuộc vào C1 C2. Xét trên hai khoảng thì lúc đó kết quả này nó sẽ ra là liên quan tới C1, C2, nó phụ thuộc vào hai hằng số C1, C2. Và lúc đó cái phương trình phân không có nghiệm nhất mà nó có vô số nghiệm. Các bạn tự xử lý này xét trên thì khi làm bài thì mình xét trên khoảng Y1 là cái khoảng 1 trừ 1 1 đến vô cùng. Nếu mình đã xét trong cái tình huống D là tập số thật hiệu Y1 ha. Nếu trên cái khoảng Y1 này thì cái hàm số nó được xác định giống như cách mà bạn đã làm, thì Y nó sẽ bằng là trừ E mũ trừ X log ni b của 1 trừ X cộng cho E mũ 2 trừ X. Nhưng trên Y2, tức là trên khoảng trừ vô cùng đến 1,
Thì lúc này cái công thức nó cũng giống như vậy, nhưng mà cái điều kiện giá trị của hàm số tại hai nó không có tác động đến cái hàm số trên cái khoảng y2 ha. Cái điều kiện y tại hai bằng một, nó chỉ cho cái thông tin của mình á, xác định cái hàm số trên cái y1 thôi, còn nó sẽ không tác động đến cái thông tin của hàm số trên trên y2 ha. Thì lúc đó cái hàm số của mình được xác định trên y2 nè bằng e mũ trừ y nhân cho trừ log Nebe của trị đó 1 trừ y cộng cho c. Vậy tập nếu mình đang xét trên cái tập số thật hiệu đi 1 thì nghiệm của phương trình phân của mình như sau. Rồi, nếu mình xét phương trình phân này, trình phân này ha, trên cái tập D tính lại R hiệu đi 1, lúc đó cái tập nghiệm của phương trình phân có vô số nghiệm ha, nó sẽ bằng là e mũ trừ x log Nipe trừ log Nipe của x 1 trừ x. Trị đó 1 trừ x ha, ở trên này ghi nhầm ha, này thiếu trị đói trên này, thiếu trị đói, trị đói 1 trừ x cộng cho e mũ 2 nếu x lớn 1, và nó e mũ trừ x trừ log Nipe của 1 trừ x cộng cho c nếu x nhỏ 1. Rồi. Đây là ở với C là thay đổi, đổi số thật thay đổi tỷ. Phương trình phân này là có vô số nghiệm ha. Nếu như mình đang xét cái phương trình phân này trên một cái tập mà có chứa số 1 thì phương trình phân vô nghiệm. Xét trên khoảng một vô cùng thì lời giải của bạn chính xác rồi ha. Và mình chuyển qua cái câu cuối cùng ha. Ở câu cuối cùng thì giống như câu đầu, thì cái việc chia hai vế cho y trong cái hàm số mà cái hàm đó có thể bằng không thì rất là phiền. Tất nhiên cái phương trình này có thể giải bằng phương pháp tách biến, nhưng giải bằng phương pháp tách biến nó rất là phức tạp ha. Thì thật ra cái phương trình vi phân này, nếu như mình xét cái phương trình vi phân này ha, thì thật ra nó chính là cũng tương đồng với phương trình vi phân ban đầu ở câu A. Xét phương trình vi phân DI trên cho DX bằng Y trên X, hay cũng chính là cái phương trình vi phân viết một cái dạng khác là Y phẩy bằng Y trên X. D trên DX là ký hiệu cho Y phẩy ha. Thì lúc đó nếu mình giải bằng phương pháp giải phương trình vi phân dạng tách biến nó rất là phức tạp, mình sẽ giải bằng phương pháp giải phương trình vi phân tuyến đến cấp 1 ha. Thì cái vấn đề, một cái vấn đề đặt ra là mình phải cần quan tâm là cái phương trình vi phân này xác định trên đâu ha, xét trên đâu ha, trên D. Nếu D nó là cái khoảng không vô cùng thì lúc đó cái việc giải phương trình vi phân này rất là đơn giản. Nếu như D nó chính là R hiệu không ha, tất nhiên là D không thể bằng R đó, D bằng R không, thì lúc đó nó rất là phiền. Này chính là hợp của Y1 với Y2. Y1 với Y2 là các mỗi cái là một khoảng ha. Y1 chính là khoảng
trừ nói chung đơn giản cho nó không với vô cùng đi. Ý hai của mình chính là khoảng trừ vô cùng đi không ha. Mình xét trên từng khoảng và lúc đó nghiệm của phương trình vi phân của mình nó sẽ ra là như thế sau. Trên khoảng, nhớ là phương trình vi phân này nó không xác định tại không ha. Thì đại loại nó sẽ giải giống giống như phương trình mình phân bên đây. Cái phương trình vi phân hồi nãy mình giải nè. Đã xóa mất rồi. Chính là câu A ha. Câu A cái phương trình phân của mình là x y phẩy bằng y. Thì nó cũng gần gần giống phương trình này. Chú ý ha. Nếu mình xét cái phương trình phân này trên y trên r hiệu không nha. Y phẩy bằng y trên x trên r không. Thì cái phương trình phân này cũng chính là x y phẩy bằng y trên r không ha. Hai phương trình là một. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa cái phương trình vi phân này với cái phương trình vi phân sau. Sự khác biệt nha, x y phẩy bằng y trên r, hai phương trình vi phân khác nhau ha. Cái phương trình vi phân bên trái mình xét trên từng khoảng y1 là khoảng trừ vô cùng đến không, hoặc là hồi nãy ký hiệu của khoảng y1 chính là khoảng 0 đến vô cùng ha, giờ đổi lại ha. Y1 là khoảng trừ vô cùng đến không, y2 là khoảng 0 đến vô cùng. Xét tinh khoảng thì mình sẽ có được cái hàm số này. Nghiệm của phương trình vi phân thứ bên trái ha. Phương trình này. Chuyển nó thành màu 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 đỏ luôn ha. Nghiệm phương trình vi phân này. Y tỷ bằng C1 x nếu x 5. C2 x nếu x dương. Hàm số này xác định trên r hiệu không ha. Còn cái phương trình trên á thì xét trên khoảng y1 y2 thì nó ra cũng gần giống vậy, nhưng mà nó có thông tin giá trị của hàm số tại không và thậm chí cái hàm số này phải khả vi tại không, thì lúc đó cái nghiệm của phương trình vi phân trên á sử dụng cái thông tin là phương trình cái hàm số nó khả vi tại không, thì nghiệm của phương trình vi phân này chính là y bằng c1 c ha, cái mẫu y thuộc r. Tập nghiệm của hai phương trình này nó khác nhau ha. Ở dưới này mình sẽ xác định trên từng khoảng, trên mỗi khoảng thì có khi mình lấy nguyên hàm á, thì có trên mỗi khoảng thì có một cái hằng số C1, hằng số tương ứng với khoảng ha. Chính là cái định lý ban đầu mình đã đề cập ha. Chính là kết quả này. D là hợp khoảng y1 y2. Y1 y2 là hai khoảng rời nhau. Thì nguyên hàm của f trên trên D ha, nhớ là nguyên hàm của f trên D thì được xác định thông qua f1, f2 và có phụ thuộc vào hai cái hằng số c1, c2. Trong đó f1, f2 lần lượt là nguyên hàm của f nhỏ trên y1, y2. Nói chung giải phương trình vi phân thì nó rất là phức tạp nếu như cái tập thi của mình nó mơ màng ha. Rồi. Các bạn sẽ tự xử lý cái phương trình ở câu B. Rồi. Các bạn sẽ làm những bài này ha. Xét phương trình này trên R. Xem như bài tập ha. Đây là câu A thì giải hai câu khác nhau ha. Xét các bạn giải lại câu D luôn. Coi như là câu A xét phương trình vi phân này trên cái khoảng không vô cùng. Câu B, câu câu C xét phương trình vi phân này trên khoảng trừ vô cùng không ha. Rồi các bạn sẽ giải bỏ câu C này.
được thay thế bằng câu C, tức là câu A, xét trên khoảng trừ của gồm không. Còn này là xét trên cái khoảng câu D, câu E luôn ha. Trên khoảng không vô cùng thì cũng vậy, trên R thì không. Các bạn sẽ làm lại những bài này.